một ngụm nắng. Tiểu cô nương, đây là địa bàn của ta, cô biết quy tắc hay không? Tránh ra đi, tránh ra. Tiểu cô nương, xem ra dáng dấp của cô cũng đẹp lắm, tại sao lại chạy tới chỗ này, tránh địa bàn của chúng tôi? Cô phải đi tới những chỗ kia kìa, có lẽ còn có thể gặp được may mắn. Nè, đàn bà ở trên cái thế gian này á, không thể nào không có con đường để đi, chỉ cần cô có biết đi lựa chọn thôi. Thiệt là lại ngoan quá. Dẫm tiếc, vết thương của cô có lợi chút không? Chỗ của tôi còn có thuốc trị thương, thôi lên đối với cô, vết thương sẽ có lợi ích. Không cần đâu, tôi không có sao. Phước Tấn bây giờ bị như vậy, sớm muộn sẽ bị đụng bậy nữa. Cô tự mình giữ lại đi, có lẽ sẽ có lúc cần phải dùng tới. Dẫm tiếc, tôi thật là ái ngại. Ca ca, cô đừng nói nữa. Phước Tấn bây giờ biến thành như vậy, người lớn ráng nhìn một chút cũng được. Nhưng mà nếu như đứa nhỏ, đứa con của tôi mới có nửa tuổi thôi, nếu như mà nó bị chuyện gì, tôi phải làm sao đây? Tôi biết rồi, tôi bây giờ sẽ nhốt mẹ tôi lại. Ê, còn nữa, vài hôm nữa nhà của Trần Tứ sẽ có một vài thân quyến từ Thiên Tân tới đây thăm. Tới lúc đó sẽ ở trong nhà của tôi. Tôi sợ lúc đó sẽ không có đủ chỗ ở. Tôi hiểu rồi, chúng tôi cũng không thể nào tiếp tục làm phiền như vậy. Hôm nay tôi sẽ ra ngoài tìm phòng, một khi tìm được tôi sẽ lập tức dọn ngay, quyết không gây phiền phức cho cô nữa, được không? Cá cá, xin lỗi nha. Tôi biết là cô khó xử, nhưng mà Dẫm Tuyết, có nhiều lúc phải để ý thêm một chút. Không phải người đàn ông nào cũng đáng tin cậy đâu. Thật ra tôi đã lấy hắn rồi, thì là người của hắn. Cuộc đời này tôi trừ việc phải nên tin tưởng hắn ra, lừng gạt chính mình, tôi có thể làm được cái gì? Thuốc trị thương này cô phải nhớ thôi vào, hãy bảo trọng. Thật là con đường tin phải chọn sao? Tiệm cầm đồ Hồng Vân. Ông coi, cây đàn này đáng giá bao nhiêu tiền? Một đồng đại dương. Ít như vậy? Đã không ít rồi đó. Cô tới những căn tiệm khác họ không có trả nhiều vậy. Còn cái này thì sao? Cái này thì đáng một chút tiền, tính chung nhau. Tôi đưa cô 3 đồng đại dương, có được hay không? Hả? Vậy cô có muốn cầm hay là không đây? Cầm. Nhận cầm một cây nguyệt cầm cũ nát, một cây trăm cũ chết đã một ăn, cầm với giá 3 đồng đại dương. Thời kỳ 3 tháng trễ hạn không được chuộc, tiệm có quyền bán, không ai nợ ai. Anh kỹ đi. Tiểu thư à, chúng tôi vừa mới nhận rất nhiều hàng mới, cô coi thử đi. Không cần đâu,
Ông coi, ở đây có cái áo kỳ bào này hay không? Ồ, cô muốn cái loại áo kỳ bào kiểu mới này hả? À, được, tôi lấy cho cô coi nha. À. Tiểu Khơ, cô coi. Nhãn quan của tôi không có sai đâu. Giữa dáng dốc của tiểu thơ mà cái áo dài kỳ bào này chắc chắn thích hợp lắm, cô hãy thử đi. Tiểu thơ à, có phải là tôi bị hoa mắt không có nhìn rõ ràng? Cô là điện ảnh Minh Tinh phải không? Bên đây nè, bên đây nè. Ê, bên đây nè. Cô làm cái gì đây? Mau cút đi. À, tôi là... Đừng có phí lời, mau đi đi. Ừ. Ây à, thật là mất hứng à. Quái quở thật. Được, bắt đầu. Mang cái tiếp. Dạ. Nè, tại sao vẫn chưa chịu đi hả? À, tôi muốn xin làm nữ diễn viên. Làm ơn đi. Tới đây. Có lẽ cánh cửa đó. À. Làm ơn đi. À. Thiệt tình. Chủ Thẩm suy nghĩ thế nào rồi? Từ sau bộ phim đầu tiên điện ảnh Đinh Trung Sơn của Trung Quốc tới bây giờ đã 3 năm rồi, sự nghiệp điện ảnh của Tường Hải bây giờ hoàn toàn là tiếp tay với lại ngành điện ảnh thôi. Thu thập của năm nay nhiều gấp mấy mươi lần so với những ngành nghề khác, cho nên chỉ cần ông chịu gia nhập, bảo đảm với một vốn vạn lợi đó. Ông chủ Châu, về cơ khí chỉ cần có tiền thì có thể mua được cái tốt. Nhưng mà then chốt là diễn viên. Một bộ điện ảnh thành công, diễn viên mới là then chốt. Tôi hiểu. Chỉ cần Minh Tinh tôi sao, có sự gia nhập của Hoa Dung người tiểu thơ, bộ điện ảnh này nhất định sẽ là hào quang lấp lánh, phòng vé bán rất lớn. Hoa Dung thì đúng là bất cứ vai trò gì cũng thích hợp, nhưng mà cô ta lại thiếu đi một thứ, đó là khí chất. Ông thấy cô thiếu khí chất thế nào? Một thứ cảm giác không thể nào diễn tả được. Ông chủ Châu, vị này là diễn viên mới do mời tới. Không phải. Ai là vậy? Để tôi hỏi cô lại. Tôi cũng không biết. Có lẽ là người mê điện ảnh tới coi cho náo nhiệt. Người như vậy nhiều lắm, không có chuyện gì chạy tới đây để coi, để quen biết Minh Tinh. Đưa ra. Đợi một chút, làm việc mời cô ta tới đây. Nè, vì tiểu thơ này, ông chủ Thẩm muốn mời cô qua bên kia một chút. À.
thơ. Cô tới đây để tham quan à? Không phải, tôi muốn tới đây để xin làm diễn viên. Diễn viên diện thử tuần trước kết thúc rồi, cô mới ngu vậy sao? Tôi mới vừa biết tin tức, có thể nào cho tôi thử được hay không? Cô tưởng đây là tiệm phục trang sao? Muốn thử đi về nhà thử đi. Theo tôi thấy, rất có nhiều việc cần phải du di. Thỉnh thoảng cũng có thể phá lệ mà. Tiểu thơ người ta đường xa dịu dàng mới tới đây. Ông chú Châu, đừng khiến người ta hết lòng. À dạ, dạ. Cũng may trên đây Quỳnh đạo diễn cũng có đây. À, chuẩn bị đi nha. Đợi lát nữa đạo diễn coi cô có đợi không. Cảm ơn, cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ Thẩm. À, Quỳnh đạo diễn vẫn chưa tới à? À, tôi bây giờ rất muốn đích thân khảo nghiệm cô ta. Ông chú Châu, ông nghĩ sao? À, vậy thì quá tốt. Nếu mà ông chủ Thẩm đã chọn, chúng ta lập tức ký giấy liền.